Chào bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh Điện Thoại Shop. Hôm nay mình sẽ làm cái clip thay cái kính cam con Samsung A71 nha các bạn. Các bạn thấy nó cắn bãi không ạ? Cắn bãi nè bạn. Khách xài rất cắn bãi. Đó thì giờ bên kính cam này mình có sẵn nha bạn. Các bạn có thay mình ngồi chờ luôn, hoặc là các bạn có mua về mình có bán đem về luôn. Rồi giờ kỹ thuật sẽ tiến hành thay các bạn. Kỹ thuật đang tiến hành tháo cái kính cam này nha các bạn. Kính cam này nó hơi cứng các bạn. Được là tháo rồi các bạn, nó gãy ngang đó các bạn, mình tháo nó sẽ đứt ra, giờ mình tháo cái miếng kia nữa. Và trong quá trình các bạn xài mà có vô tình lỡ cắn bài kính cam thì mình đang có sẵn hàng, cái này thay tầm khoảng 20 phút 30 phút là xong nha các bạn, mình ngồi mình chờ lấy luôn. Còn các bạn ở xa không có tới thay được, mình có bán đem về thì kính cam này mình rất là nhiều. Kính cam này là kính cam zin chuẩn nha các bạn, gắn vô là vừa. Ở ngoài thị trường nó có bán một số loại kính cam 271 nhưng mà nó cứ gắn vô không vừa nha các bạn. Đã tiến hành tháo cái kính xong nha các bạn, kỹ thuật test lại cái cam nha các bạn. Kỹ thuật sẽ tiến hành vệ sinh cái kính cam này nha các bạn, cho nó sạch rồi mình sẽ gác vô luôn. Rồi giờ mình sẽ tiến hành gác cái kính cam vô các bạn.
thật sẽ tiến hành vệ sinh lại sau cái nữa nha các bạn. Mình vừa hoàn thành xong cái việc thay kính cam con Samsung A71 nha các bạn. Kính cam mình thay vô nó thích nha các bạn, không có bị hở nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại ở trên bên mình đó. Mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip.